Bắt đầu phần 2 của chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dụng hàng tuần trên làn sóng của IBC TV. Thưa ông, những cuộc biểu tình mà chúng ta biết trong mấy ngày vừa qua đó, thì bây giờ nó vượt ra khỏi cái giới hạn mà là chống cái Covid-19. Bây giờ sinh viên có, trí thức có, nhiều người có đã tuyên bố rằng Tập Cận Bình phải từ chức và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đi chỗ khác chơi. Ông nghĩ là Tập Cận Bình có lùi bước?